Tử vi về ngày 15 tháng 12 âm lịch Ất Hợi. Xin chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 15 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt, con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tổng quan ngày 15 tháng 12 âm lịch. Ngày 15 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 15 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 27 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đông Hỏa, tức là lửa trên núi. Do Hợi và Tỵ chính xung, Ất âm mộc khắc kỳ âm thổ, Tân âm kim khắc Ất âm mộc, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 và Tân Tỵ sinh năm 2001. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 15 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Ất âm mộc là thiên quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Bản mệnh trong ngày được cát tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về các vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Ất âm mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh, có tướng bôn ba nên tứ trụ, có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Trong ngày cũng có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng đừng quá chủ quan, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, vì Tý, Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển của các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Sơn Mộc gặp Ất âm mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó có hung tinh Kình Dương và kiếp sát chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Dần cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh nhận những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Ất âm mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. May mắn ngày này được hai cát tinh là phúc tinh và thiên lộc chiếu mệnh. Đây là cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn.
cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Đặc biệt với những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp sát dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày hôm nay, bản mệnh còn được ba cát tinh là Mã tinh, Thái cực và Kim dự chiếu mệnh. Cả ba đều là ba cát tinh chủ về tài lộc, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tí, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp ất âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh phải biết nắm bắt thì ắt sẽ có được tài lộc. Trong ngày gia chủ tuổi Ngọ được hai cát tinh và văn xương là thái cực chiếu mệnh. Đây là những sao tốt đem đến cát lành. Văn xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tí, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, phần hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết những vấn đề, khiến mọi chuyện được tốt đẹp và yên bình. Bên cạnh đó, vẫn tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày còn có cát tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đặc biệt bước sang năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp được tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời.
Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Xương Thổ gặp Ất Âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên tuổi Tuất trong ngày này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Bên cạnh đó còn có hai hung thần là Thiên La Địa Võng và Kiếp Sát chiếu đến. Gia chủ tuổi Tuất cần chú ý cẩn trọng trong mọi công việc. Kiếp Sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Còn Thiên La Địa Võng chủ về bệnh tật, lao ngục, bản mệnh cần chú ý giữ sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để tránh việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi. Hợi Xương Thổ gặp Ất Âm Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nhưng trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Hợi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 15 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!